Kính thưa quý vị, ngày 2 tháng 9 năm 2021, Trung tâm Y tế thành phố có nhận được thông tin vừa qua một số người dân cho biết trong tháng 6 năm 2021, cụ thể là các ngày 17, 18, 19 tháng 6, họ có đến Trung tâm Y tế thành phố và được tiêm ngừa vaccine phòng COVID-19 mũi 1, loại vaccine AstraZeneca. Đến nay, trên sổ sức khỏe điện tử của họ cập nhật chứng nhận tiêm chủng ngừa vaccine COVID-19 mũi 1, vaccine AstraZeneca, solo CTMAV 518, hạn sử dụng là ngày 31 tháng 5 năm 2021. Căn cứ theo thông tin trên sổ sức khỏe điện tử và thời gian họ được tiêm ngừa, người dân cho rằng trung tâm thành phố Tây Ninh sử dụng vaccine đã hết hạn để tiêm cho dân. Xin hỏi thông tin trên sổ sức khỏe điện tử do đơn vị nào cập nhật, có phải Trung tâm Y tế thành phố Tây Ninh đã tiêm vaccine hết hạn cho người dân. Thời hạn sử dụng của vaccine AstraZeneca, số lô CTMAV518 là khi nào? Trả lời, Trung tâm Y tế thành phố Tây Ninh có tổ chức tiêm vaccine theo kế hoạch số 80 ngày 29 tháng 4 năm 2021 của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch thành phố về việc triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn thành phố Tây Ninh đợt 2. Thời gian tiêm từ ngày 5 tháng 5 năm 2021 đến ngày 20 tháng 5 năm 2021. Lô vaccine CTMAV 518. Hạn sử dụng 31 tháng 5 năm 2021. Đối tượng tiêm 820 người nhóm cán bộ y tế thuộc Trung tâm Y tế thành phố Tây Ninh 199 người, Ban chỉ đạo lực lượng phòng chống dịch bệnh xã Phường, Tổ chống dịch COVID-19 cộng đồng 340 người trong khu cách ly, Công an quân sự 192 người, dịch vụ thiết yếu 89 người. Kế hoạch tiêm được 3, kế hoạch số 82 ngày 15 tháng 6 năm 2021 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố Tây Ninh về việc triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn thành phố Tây Ninh đợt 3. Thời gian tiêm từ ngày 16 tháng 6 năm 2021 đến ngày 1 tháng 7 năm 2021. Lô vaccine ABX1466, hàng sử dụng 31 tháng 8 năm 2021, đối tượng tiêm 3.154 người. Ban chỉ đạo phòng chống dịch, tổ chống dịch COVID-19 567 người, giáo viên khối trung học phổ thông 2.336 người, lực lượng kiểm lâm 63 người, tài xế cửa khẩu 88 người, y tế tư nhân 100 người. Trong giai đoạn từ ngày 1 tháng 7 năm 2021 trở về trước, Trung tâm Y tế thành phố Tây Ninh chưa được triển khai ứng dụng công nghệ thông tin cập nhật danh sách tiêm chủng trên phần mềm nền tảng quản lý tiêm chủng Covid-19. Đến tháng 8 năm 2021, Trung tâm Y tế thành phố Tây Ninh được sự hỗ trợ của chi nhánh Viettel cập nhật dữ liệu hồi cứu đưa lên hệ thống có sự nhầm lẫn về số lô vaccine. Để khắc phục, Trung tâm Y tế thành phố Tây Ninh phối hợp chi nhánh Việt theo Tây Ninh cập nhật lại đúng và đầy đủ thông tin danh sách tiêm chủng trên phần mềm nền tảng quản lý tiêm chủng COVID-19. Trên đây là phần trả lời ý kiến việc tiêm ngừa vaccine phòng COVID-19 lô CTMAV518 của Trung tâm Y tế thành phố Tây Ninh.